quý vị và các đồng chí, bây giờ là 20:30 ngày 1 tháng 5. Mặc dù là ngày quốc tế lao động, nhưng gần 1.000 học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân vẫn đang hăng say luyện tập tại sân vận động tỉnh Điện Biên để tập luyện cho buổi hợp luyện vào ngày 2 tháng 5 sắp tới. Ngay sau khi tới Điện Biên vào chiều ngày 30 tháng 4, thì đoàn chống hội của Học viện Cảnh sát Nhân dân đã tích cực tập trung luyện tập tại sân vận động tỉnh Điện Biên. Với gần 1.000 học viên cùng 400 chiếc chống hội với đội cờ, đội mũ rồng, các học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân sẽ mang tới không khí một không gian lịch sử trang nghiêm, hào hùng của dân tộc. Đây cũng sẽ là điểm nhấn đặc biệt trong đại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Vượt qua quãng đường 500 km từ Hà Nội, chiều ngày 30 tháng 4, đoàn chống hội gồm học viên, trang thiết bị phục vụ của Học viện Cảnh sát Nhân dân đã có mặt tại thành phố Điện Biên Phủ. Ngay sau khi đến Điện Biên, đoàn đã triển khai làm quen sân bãi và tổ chức tập luyện tại sân vận động tỉnh Điện Biên. Giữa không gian lịch sử hào hùng, tiếng trống trầm hùng, vang vọng đã tạo ra không khí uy nghi, khơi lòng tự hào dân tộc, rục rã bước chân mỗi người tìm về cội nguồn, bày tỏ sự tri ân đối với anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Màn biểu diễn với sự kết hợp nhuần nhuyễn của nghệ thuật chống hội với 400 chiếc cùng các động tác vũ đạo hấp dẫn của đội múa cờ, múa rồng đã tạo khí thế, không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân. Thực sự là chúng em cũng cảm thấy vô cùng may mắn và cũng vô cùng là háo hức khi mà thực sự là mình được hòa trong cái bầu không khí của kỷ niệm chiến thắng 70 năm lịch sử Điện Biên Phủ. Và đến đây thì bọn em luôn luôn là nghĩ là mình sẽ mang những gì mà tập luyện tốt nhất để có thể cống hiến, để có thể hoàn thiện và cũng như là có được một cái buổi trình diễn tốt nhất. Đối với mảnh đất Điện Biên thì chúng em cảm thấy rất là thân thương, thân thuộc như là quê hương thứ hai của mình, vì nơi đây đã là nơi mà chúng ta gọi là chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, và giá trị của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đến tận bây giờ vẫn còn mãi và nó sẽ kéo dài mãi đến ngàn sau này. Và em cảm thấy rất là tự hào khi là một con người Việt Nam và rất biết ơn các anh hùng liệt sĩ. Trước đó, tối ngày 27 tháng 4, chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ sáng mãi thiên sử vàng do Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an tỉnh Điện Biên được tổ chức tại sân hành lễ tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ. Đúng 18:30, hàng nghìn người dân và du khách đã tập trung rất đông tại khu vực tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ để theo dõi màn biểu diễn kỵ binh của các chiến sĩ Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Trải qua hơn 4 năm thuần phục và huấn luyện, từ những chú ngựa hoang dã đến nay đã trở thành ngựa nghiệp vụ có tính kỷ luật, có thể thực hiện nhuần nhuyễn động tác, kỹ năng phục vụ công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm. Xen kẽ tiết mục biểu diễn kỵ binh, nhân dân và du khách còn được xem đoàn nghi lễ Công an Nhân dân biểu diễn nhạc kèn với nhiều tác phẩm ngợi ca chiến thắng Điện Biên Phủ, ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, lực lượng Công an Nhân dân như Giải phóng Điện Biên, Đoàn vệ Quốc quân, Hải cảng về ta, Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Chúng tôi là người chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam vì nhân dân quên mình. Trong khuôn khổ chương trình, nhân dân và du khách còn được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ đạt giải Quán quân Sao Mai cùng các cán bộ chiến sĩ Đoàn nghệ thuật quần chúng Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Chương trình được chia làm hai chương: Điện Biên một thời hoa lửa và Giai điệu tự hào. Tổng thể là sự kết nối giữa quá khứ, hiện tại, tương lai mang đầy giá trị nhân văn với những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, đa dạng về hình thức thể hiện, âm nhạc, hát, múa, hoạt cảnh. Thành công của chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ sáng mãi thiên sử vàng có sự đóng góp, nỗ lực rất lớn của gần 1.000 cán bộ chiến sĩ. Mỗi cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên cùng nhiều phương tiện tham gia phân làn, phân luồng, điều tiết giao thông cũng như bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đoàn kỵ binh và cán bộ chiến sĩ suốt quá trình tham gia biểu diễn. Sau chương trình, hành động đẹp của những cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục được người dân và du khách hoan nghênh, đánh giá cao khi hàng trăm cán bộ chiến sĩ các hệ lực lượng đã ở lại tiến hành dọn dẹp, vệ sinh khu vực diễn ra chương trình và các tuyến đường lân cận, trả lại sự thông thoáng, xanh, sạch đẹp cho đô thị.